Xin chào cả nhà, cảm ơn mọi người đã tới với kênh Big Vlog ở Mỹ. Cả nhà ơi, thì ngày hôm nay Big phát hiện ra rằng kênh Big đã đạt được 1.000 lượt sub. Mặc dù con số nhỏ so với nhiều kênh khác, tuy nhiên thì Big cảm thấy rất là vui. Thì tranh thủ ngày hôm nay, Big phải đi tỉa một số cây hồng trong vườn, thì Big sẽ làm một bó hoa, coi như là một lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã ủng hộ kênh Big Vlog ở Mỹ trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu như không có sự ủng hộ của mọi người thì Big sẽ không thể đạt được 1.000 sub như ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Big sẽ đưa mọi người đi ngắm một số cây hồng đang nở, đang trổ bông ở trong vườn. Và ngoài ra thì Big cũng sẽ cắt một số cành xuống để làm một bó hoa để tặng mọi người. Cây hồng mà mọi người đang nhìn thấy có cái tên là Four Star. Thì Big sẽ để tên tiếng Anh ở trên hình cho mọi người tiện theo dõi á. Thì đây là một cây của David Austin. Dáng của cây này rất là đẹp và rất là sai bông á. Đây là một loại cây hồng leo. Ngay cái bên cạnh đó thì Big có trồng một cây hồng khác có cái tên là... Đây là hoa của nó. Nó có tên là Pretty in Pink. Bích cũng sẽ để tiếng Anh tên tiếng Anh ở trên hình á. Thì dáng của cái bông này rất là đẹp luôn á. Mọi người nhìn này. Nó nhiều cánh á, xong rồi nó cứ khum khum lại như vậy á. Nhìn trông rất là dễ thương. Nó còn Bích thích những cái loại hồng mà có cái dáng giống như là hoa hồng cưới á. Thì đây là một bông mà nó chuẩn bị nở bung ra đó. Nhìn trông rất là đẹp, có cái hình trứng giống như là những quả trứng vậy. Phía khu bên này thì Bích trồng thêm một số loại hồng nữa cũng của David Austin. Hầu như là vườn của Bích rất là nhiều hoa của bên David Austin. Thì cái cây đây, loại bông hồng nhạt nhạt mà mọi người đang thấy á, có cái hình trứng rất là dễ thương. Nó có tên là Queen of Sweden. Thì cây này cũng rất là sai bông và bông mọc rất là đẹp. Cái dáng của nó nhìn trông rất là thanh lịch á. Đúng như là cái tên là Hoàng hậu của Thủy Điển. Nhìn trông rất là sang trọng. Ngay bên cạnh thì là một em khác có cái tên là Jubilee Celebration. Thì em này thì rất là đẹp dáng. Thực sự là cái màu của em ấy hơi hơi pha cam này. Hồng pha cam, một chút vàng vàng á. Nhưng mà em này thì khổ cái là cứ cắm hết đầu xuống đất à. Cành của em ấy rất là yếu và mềm á. Còn em này thì... Em này thì tên là Olivia Rose. Thì em này mình có một cái cây là kiểu như là không phải là hồng bụi nữa mà là hồng cây. Em này nở rất là đẹp, dáng cũng khum khum, hình quả trứng, nhìn trông rất là dễ thương. Và đây là cái xích đu mà hai vợ chồng mình hay ngồi đây để ngắm cảnh hồ cũng như là để ngồi thư giãn. Hầu như là xung quanh nhà mình thì bởi vì có rất là nhiều những cây lớn và to, thế nên là mình không hay trồng cây ăn quả, hầu như là cũng chỉ trồng hoa. Góc này thì mình trồng rất là nhiều hoa hoa lily á. Và đây thì là một số bụi cây hồng khác có trong vườn nhà, nhưng mà nó chưa lên. Chỗ khu này thì nó lên hơi bị chậm một chút á. Chưa gì mấy bà chó đã ra làm phiền rồi. Đây khu này nữa, khu này thì mình cũng chỉ trồng một số cây hồng và trồng hoa lily. Đây lily nó sắp nở rồi đây. Chắc là mấy hôm nữa trời ấm hơn thì nó sẽ nở đẹp hơn á. Đây là một cái loại lily mà mình rất thích, có màu nhìn trông rất là dễ thương. Còn bây giờ thì mọi người hãy cùng mình để đi tỉa một số cây hồng nha mọi người. Thực sự là trồng hồng thì rất là thích bởi vì có thể ngắm được hoa đẹp, nhưng mà cái công việc mà phải chăm sóc để cho cây tiếp tục nở bông á thì lại rất là mệt.
hầu như là lần nào mà sau một đợt nó hoa lên á thì mình đều phải cắt tỉa cành để cho nó kích cho cái đợt thứ hai. Cá nhân mình thì thấy rằng trồng hồng khá là mất thời gian và mất công sức á. Thực sự là hồng thì cho bông rất là đẹp nhưng mà cũng rất là hay bị bệnh. Thế nên là ngoài việc mà tỉa cành này, bón phân này, nhiều khi còn phải đi trị bệnh cho các em đó nữa. Đây, cây này của nhà mình đang ra rất là nhiều bông đây. Không biết là đợt thứ hai có ổn không, nhưng mà mình thấy đợt đầu tiên mà nở bông như vậy là khá là ổn á. Còn cây... em này tên là gì nhỉ? Sao tự nhiên mình quên mất cái tên của em ấy rồi? Em này thì nhìn thì khi mà bông nó còn nằm ở trên cây á thì rất là đẹp, nhưng mà một khi đã cắt xuống thì nó tàn rất là nhanh á. Em này thì rất là thơm. Chồng mình cực kỳ thích em này bởi vì em ấy có mùi thơm rất là dịu nhẹ, dễ chịu. Nhìn bông của cây này nhìn trông khá là to phải không mọi người? Em ấy nở rất là đẹp, to và mùi thơm. Nhưng mà khổ cái là khi mà cắt xuống thì lại rất là mau tàn. Thế nên là mình rất là ít khi cắt em này xuống để cắm vào bình á. Thank you.
Còn bây giờ thì mình sẽ đi qua tỉa mấy em này. Mấy em này thì có cái tên là Teasing Georgia. Mấy em này thực sự là bạn nào có thích trồng hồng thì nên trồng em này. Em này rất là size bông. Và ngoài ra thì form của bông nở rất là đẹp. Thường những hoa trong vườn mình đều có rất là nhiều cánh. Loại mình rất là thích những cái loại hồng mà có nhiều cánh và cái khuôn hồng tròn tròn khum khum giống hình quả trứng á, thì mình rất là mê mấy cái loại hồng đấy. Thì đây là một trong những em như vậy á. Dáng hoa của em thì rất là đẹp. Thế mình vừa mới đặt camera xuống là ngay lập tức Brownie và Chloe là phi ra liền à. Hai bà ấy là ngay lập tức là đốn ngã luôn cái camera của tôi. Đó, đây chồng mình là chuẩn bị đưa mấy đứa đi đi bộ, dắt đi bộ á. Còn bây giờ thì mình sẽ quay lại việc cắt tỉa. Và đây là một bó Teasing Georgia để tặng mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã luôn theo dõi những video của mình và đã đăng ký kênh. Mình thực sự là rất trân trọng những sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người. Cái bó Teasing Georgia này rất là đẹp phải không mọi người? Nhìn trông như là một bó hoa cưới vậy, nhìn rất là sang trọng á. Nếu như bạn nào mà có thích những cái loại hoa như thế này á, thì nên mua một em Teasing Georgia về trồng. Mà mình để ý là ở Việt Nam có rất là nhiều loại hoa hồng đẹp và hiếm nữa. Thực sự là mình để ý là nào là có David Austin này, xong rồi hoa hồng Nhật này, hoa hồng của Trung này, rất là nhiều loại luôn. Mà có thực sự là ở Việt Nam mình còn có những cái loại hiếm mà không thể tìm được ở Mỹ nữa cơ. Còn bây giờ thì mình sẽ ra xử lý khu này. Đây là một em Jubilee Celebration. Hôm nay là mình phải nhờ chồng mình quay zoom á. Nhưng mà tình hình là chồng mình quay không được giỏi cho lắm. Thế nên là người thì đi một nơi mà hình thì đi một nẻo á. Thì đây là một số những cái hình ảnh cũ mà mình muốn lưu lại ở đây để giữ làm kỷ niệm á. Thì cách đây 3-4 tuần gì đó thì mình có nhờ chồng mình đóng cho mấy cái garden bed để đổ đất và trồng thêm một số loại hồng á. Thì mình muốn giữ lại những cái hình ảnh này để làm kỷ niệm. Và đây là hình ảnh của hiện tại. Thì cái phần phía trước, phần vườn phía trước thì mình cũng đã hoàn thành và đã trồng một số cây á. Tuy nhiên thì những cây này còn rất là nhỏ và là cây mới, thế nên là còn chưa cho ra nhiều hoa. Thì mình đoán chừng là năm nay sẽ chủ yếu là cây phát triển về cành lá. Còn năm sau thì có lẽ sẽ cho ra nhiều hoa hơn á. Thank you.
Và đây là thành quả của ngày hôm nay. Thì thực sự là mình cắt xuống rất là nhiều, nhưng mà mình chỉ giữ lại những cái bông mà còn mới á. Còn những bông nào mà đã gần tàn rồi thì mình đều bỏ đi hết á. Và đây là bó hoa mà mình muốn tặng mọi người ngày hôm nay. Mình rất là cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người trong suốt thời gian qua. Mọi người luôn ủng hộ những video của mình làm và luôn nói những lời động viên, chia sẻ rất là chân thành. Mình rất là trân trọng những sự giúp đỡ và đồng hành của mọi người trong suốt thời gian vừa qua. Mình rất là hy vọng trong thời gian tới mọi người sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình, và ngoài ra mình cũng sẽ cố gắng làm những cái video hay hơn, chân thật hơn, gần gũi với mọi người hơn. Thì video ngày hôm nay đã dài, thế nên mình xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu như mọi người có thích video này, xin hãy ấn like và chia sẻ video dùng gia đình mình. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều. See you next time. Bye.